các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chủ podcast nhật ký ban công một dự án mà Minh Tú chọn để bắt đầu năm 2023. Các bạn thân mến, uh, như các bạn cũng đã biết thì chuyên gia đã dự đoán năm 2023 là một năm sẽ đầy thách thức cho nhân loại. Hai năm vừa qua khi mà chúng ta đối mặt với đại dịch covid 19 cũng đã chịu những cái tổn thất rất là nặng nề nhưng mà tình hình dịch thì đã qua đi nhưng bên cạnh đó chúng ta và rất là nhiều quốc gia đang đối mặt với những cái vấn đề mà nó khá là nhức nhối đó chính là vấn đề việc làm và sức khỏe thì ngày hôm nay với tập lần này người đồng hành cùng với Minh Tú đó chính là Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ cùng với Minh Tú để chia sẻ những góc nhìn những câu chuyện những quan điểm uh, về cái vấn đề này một vấn đề mà rất hot đối với uh, các bạn trẻ hiện nay xin chào tất cả mọi người chào chị Tú đây là lần mà phải nói là Đầu tiên mà hai chị em mình gặp nhau sau uh, Miss Fitness. Ngồi khá là gần để mà có thể chia sẻ một cái cách nó nhẹ nhàng và nó bình ổn nhất. Rất là cảm ơn Duyên đã nhận lời để đồng hành cùng với chị trong dự án nhật ký ban công này. Sau khi cái Miss Fitness đó thì chị uh, với chị cũng theo dõi tương tác trên Facebook và mạng xã hội của em khá là nhiều, Thì cảm thấy là em rất là lạc quan, yêu đời, à, chăm tập gym, thì không biết là tình hình sức khỏe cũng như là cuộc sống của em hiện tại như thế nào? Em cũng um, cũng đã từng bị covid một lần, sau cái lần đó thì cái uh, trộm vía là sức khỏe của mình á, nó cũng không bị ảnh hưởng gì quá nhiều và thực sự là sau cái uh, lần bị covid đó nó giống như là một cái um, hồi chuông cảnh tỉnh cho mình á rằng mình sẽ phải, ô oh, bây giờ có cố gắng làm việc như nào đấy chăng nữa thì đến cái cuối cùng cái sức khỏe của mình nó vẫn luôn là cái điều quan trọng nhất. đó nên là từ lúc đó đến bây giờ thì em vẫn uh, sống theo một cách heo thì nhất và tập luyện thể thao hàng ngày. đó để cái thứ nhất rằng là mình cũng muốn là uh, mình giữ được một cái bóc dáng cũng như là cái sức khỏe thật là tốt để mình có thể làm việc mỗi ngày và cũng muốn là truyền được những cái năng lượng tích cực đó cho tất cả những mọi người những khán giả đang theo dõi mình chị thì theo dõi cái hành trình của em cũng khá là sớm nhưng mà gần đây thì chị cảm thấy là em một cái tinh thần nó rất là đặc biệt cái vai nó rất là yêu đời tích cực rất là lạc quan thì không biết là có một cái gì đó giúp cho em vui vẻ hơn hoặc là có một cái thay đổi gì đó trong cuộc sống không em cũng khá là may mắn đó khi mà em được ở cạnh những người mà họ cũng mang đến cho mình những cái nguồn năng lượng cũng rất là tích cực và em nghĩ là lấy cái cái đó là kiểu mình cũng là một cái xét về mức độ khoa học thì mình cũng rất là tin vào cái điều đấy. tại vì như trước đây á thì mình cũng đã từng ở trong một cái giai đoạn giống như là mình ở gần những cái nguồn năng lượng nó không được tích cực và thực sự mình cũng bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó. và sau này khi mà mình trưởng thành hơn, mình lớn hơn và mình trải qua những cái biến cố hơn thì mình bắt và mình cảm thấy rằng là uh, mình sẽ phải nay thay đổi cái nguồn năng lượng từ trong con người của mình và từ những cái điều đó thì mình bắt đầu mình đến gần với những người người ta mang đến cho mình những nguồn năng lượng tích cực hơn và kể từ đó đến bây giờ thì em vẫn giữ được một cái tinh thần như thế cái đó thì rất là đúng tại vì chị cũng được nhiều người đi trước chia sẻ là năm người mà chúng ta thường xuyên giao tiếp cũng như là chọn làm bạn của chúng ta trong Đấy, cuộc đúng, sống này dạ, đúng. nó phải rất là quan trọng hồi lúc mà ở Miss Fitness em có hỏi chị một câu là sao chị ở cái chương trình này chị khác với chị ngày xưa quá vậy có nghĩa là chị nhẹ nhàng hơn chút xíu chị nghĩ mọi thứ nó đơn giản và vui vẻ hơn thật ra là nó cũng ảnh hưởng à, một phần là mình sẽ nhận thức được trong cái hành trình mình trưởng thành một phần là những người bên cạnh mình họ giống như là một cái nguồn vitamin cho mình. Nếu như mà mình nạp quá nhiều những cái năng lượng tiêu cực thì tự nhiên cái con người của mình nó cũng sẽ suy nghĩ mọi thứ nó rất là đen tối, nó rất là nhạy cảm, nó rất là drama. Nhưng mà nếu chị chọn những cái người xung quanh chị, uh, chị chọn ở gần những người lạc quan hơn, suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản hơn và cắt bỏ bớt những cái mối quan hệ Này mà đúng. nó không lành mạnh cho cuộc sống của mình thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình nó sẽ màu sắc nó hồng hơn một chút xíu cho nên là đó cũng là một cái lý do mà chị thay đổi khá là nhiều không nhưng mà em nghĩ rằng là thật ra bản bản chất của mỗi người ấy, thì mỗi người ta sẽ có một cái bản chất riêng mình sẽ không thể nào mà mình hoàn toàn mình xóa bỏ được nó hay mình thay đổi nó hoàn toàn mình chỉ có thể giống như là mình làm cho nó upgrade lên theo một cái phiên bản tốt hơn mà thôi ừ. tất nhiên là kể cả bây giờ chị tú hay là kể cả em cũng vậy hay là cả tất cả mọi người cũng vậy thì mỗi chúng ta sẽ đều có những cái tính cách riêng và cái điều đấy nó sẽ là những cái làm cho mình khác biệt với mọi người ừ. để nhắc khi mà nhắc về về mình á, thì mới có một cái gì đấy uh, cảm nhận riêng về mình như thế nào từ đầu cũng đã chia sẻ em không biết là ngày hôm nay là chủ đề của tập lần này chúng ta sẽ chia sẻ về sự nghiệp là. và thất nghiệp có đáng sợ hay không để bắt đầu thì chị sẽ hỏi em một câu nếu như mà ví cái hành trình sự nghiệp của em như một sợi dây đi sợi dây thì nó sẽ có không phải lúc nào sợi dây cũng trên đường thẳng là. sẽ có lúc nó cong nó quẹo nó đi lên nó đi xuống ừ. thì cái hành trình sự nghiệp của em đó, nó như thế nào nói nó trong ba từ đi và ba cái từ đó nó cũng sẽ uh, em nghĩ rằng nó sẽ cũng là ba cái giai đoạn mà em đã từng trải qua và đến bây giờ em luôn nhìn vào đó giống như kiểu là một cái kim chỉ nam cho mình để mà mình càng ngày mình càng trở nên tốt hơn cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn là mình cần phải lắng nghe cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn là mình cần phải chấp nhận. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn anh nghĩ rằng là quan trọng nhất là mình cần phải thay đổi. Và ba cái giai đoạn đấy là em đều đều trải qua nó từ những cách đây rất là lâu từ những cái lúc mà mình đã gặp những cái biến cố như thế nào và đến bây giờ khi mà mình đã có những cái uh, thành công riêng của mình rồi thì mình vẫn tiếp tục mình nhìn vào đó để mà mình cố gắng và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tính đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã bắt đầu vào nghề là gần 10 năm. 10 năm. Từ 2014. Ờ, cũng gần 10 năm. Gần 10 năm, 15, 9 năm. Trong cái hành trình 10 năm đó của em á, khi mà em nhìn lại á, em có bao giờ em cảm thấy hối hận hay là nuối tiếc? Có. Thật sự là có. Tại vì, nói chung là mình phải, có thể là trong 2 năm đầu tiên sau khi mà em đăng quang á, thì nó sẽ có những cái nó, nó, nó biến cố xảy ra như vậy và mình hiểu được một việc là cái khoảng thời gian 2 năm đó mình gặp như phải phải những cái biến cố biến cố như thế nhưng mà mình phải dành một cái khoảng thời gian nhiều hơn rất nhiều lần để mà mình có thể thay đổi cái điều đó tôi lúc em cũng nghĩ rằng là ờ oh, tại sao lúc đó mình lại như thế ta Tại à, dụ bây giờ mình lúc đấy mình mình không như thế đi thì bây giờ có thể mình mình đã khác rồi nhưng mà đấy là một cái mặt mà mình em nghĩ rằng là đôi khi trước đây em 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 nhìn vào á đôi khi nó sẽ nhìn như vậy nó sẽ hơi tiêu cực một tí tại vì khi mà mình mãi mãi mình nhìn vào những cái điều mà làm cho mình hối hận như vậy á thì mình sẽ luôn có một cái 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 điều gì nó nuối tiếc ở đó và mình sẽ rất là khó để mà mình thoát ra cái điều đấy nhưng mà uh, sau khi mà mình mình nghĩ được thông suốt á, thì mình lại nghĩ rằng là oh, nhiều khi bây giờ mình sẽ phải cảm ơn những cái điều đó bởi vì chính những cái điều đấy nó mới xây dựng nên một cái con người của mình lĩnh và mạnh mẽ như ngày hôm nay Thì em nghĩ rằng là ở trong mỗi một cái sự việc nó sẽ đều luôn có rất là nhiều mặt khác nhau Nhưng mà cái quan trọng là mình hãy nhìn vào cái mặt nào tốt Để mà mình nhìn vào đó và mình đón nhận lấy những cái cái sự tích cực từ đấy Thực ra thì hành trình của mọi người sẽ luôn luôn có những cái khúc mà nó đi xuống ừ trước khi mà nó đi lên hoặc là đi lên xong rồi lại xuống và nó sẽ lại lên. Ở ngoài á, ít ai người ta nhìn vào cái khoảng đi xuống của mình lắm ừ. người ta chỉ nhìn vào cái lúc mình thành công và người ta hy vọng có được điều đó hoặc là người ta sẽ áp đặt lên cho mình á, là mình phải khi mà mình thành công như vậy rồi thì mình phải có những cái bước nó tiếp theo nó phải tốt hơn, mình sẽ phải là như vậy. Ví dụ như khi em đoạt uh, giải hoa hậu Việt Nam vào năm em 18 tuổi, thật sự đối với một người bình thường á một cô gái 18 tuổi là cái tuổi là mình nó còn quá trẻ mình mới bước vào đời mình sẽ phải có những cái vấp ngã mình phải có những cái trải nghiệm và đâu đó trong những trải nghiệm của mình nó sẽ có những cái nó không đúng đắn với số đông nhưng mà tại vì em lại đoạt cái danh hiệu đó cho nên được. mọi người đặt cái kỳ vọng ở em nó quá nhiều cho nên là chị cảm thấy là nó cũng là một cái khi mà chị 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 đọc những cái tin tức đó và chị cảm thấy nó cũng hơi một chút đồng cảm với em hoặc là một chút chị sẽ cảm thấy là nếu như một người bình thường mà có làm những cái chuyện đó ví dụ như là mình đi chơi đi club nó cũng rất là bình thường ừ. mình cũng là con người mà mình cũng đi club mình cũng uống bia uống rượu à. nhưng mà miễn sao trong tầm kiểm soát của mình nhưng mà chị nghĩ là vấp ngã là một thứ mình nên mình nên có trong cuộc đời ừ. tại vì mình sẽ biết được là uh, những cái bài học mình sẽ rút ra như thế nào để mình tạo nên được những cái hành trang cho mình trong cái đường đời tiếp theo ừ. thì trong cái khủng hoảng của em á, thì em sẽ đối mặt với nó như thế nào và em làm như thế nào để em vượt qua nó như lúc nãy em có chia sẻ với chị tú rằng là có ba cái từ mà em luôn 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 theo nó đến bây giờ thì trong suốt cái khoảng thời gian đấy thì em cái giai đoạn đầu tiên là em uh, lắng nghe là có thể là mọi người sẽ trong cái khoảng thời gian khủng khoảng đấy thì nhiều người họ sẽ lựa chọn cái cách rằng là họ trốn tránh và họ không bao giờ họ, họ dám đối mặt với những cái sự đả kích quá khủng khiếp đến từ mạng xã hội đến từ những người mà mà họ đang theo dõi mình nhưng mà cá nhân em thì em lại lựa chọn một cái cách rằng là em đọc hết tất cả những cái comment cũng như là mình thực sự mình mộng mình mình muốn xem rằng là à, bây giờ khán giả ngoài kia họ đang suy nghĩ những cái điều gì về mình và em xem một cách nó rất là chi tiết luôn và sau cái 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 khoảng đó nó sẽ là một cái khoảng thời gian mà mình cần phải chấp nhận những cái lời đấy mình phải chấp nhận những cái lời đả kích đó bởi vì thực sự là nếu mà mình không cho họ những cái lý do rằng là ờ, mình không 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 làm những cái điều đấy thì thực sự họ cũng không thể nào họ nói về mình như vậy cả và thực sự họ đang những cái điều họ đang nói là đúng mình không có thể nào mà mình uh, nói rằng là ờ bạn nói như vậy về tôi là sai hay bạn nói những cái điều về tôi như vậy là bạn đang là kích tôi quá là tiêu cực nó không phải là như vậy và em biết chấp nhận những cái lời đó và sau cái khoảng thời gian đấy thì em đến với cái mà em nghĩ rằng là nó nó khó khăn với, với mình đó chính là mình bắt đầu mình thay đổi mình thay đổi con người của mình và mình đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn đọc tất cả những cái comment những cái ý kiến của khán giả về mình <laughs> một cái điều mà làm cho mình Cảm thấy khá là tự hào về bản thân Có thể là trước đây trong 10 comment đấy đi Thì chín cái comment Có thể là kể cả 10 cái comment Là họ đã kích mình Nhưng mà đến bây giờ thì Trong 10 cái comment đó thì ít nhất là 9 cái comment Mọi người đều ủng hộ và cổ vũ Mình rất là nhiều và mọi người cũng đã công nhận Rằng là ở cái quãng đường mà Duyên đi được đến bây giờ là Duyên cũng đã Phải cố gắng và thay đổi Như thế nào thì đấy nó cũng là một cái đến bây giờ thì mình nhìn lại tất cả những cái điều đó thì mình sẽ mình cảm thấy rất là vui và nó luôn là một cái động lực từ những người bên cạnh mình cũng như là từ những người khán giả theo dõi mình trong suốt bao nhiêu năm để mà mình tiếp tục mình cố gắng nhiều hơn. Khi uh, em 18 tuổi, ừ. em uh, đợi vị trí hoa hậu Việt Nam là một cái uh, vị trí nó một cái giải thưởng quốc gia mà rất ừ. là kiểu như là nó mang truyền thống từ xưa đến bây giờ cho cho đến uh, cộng đồng sắc đẹp Việt Nam. Thì em khi mà em đối mặt với cái khủng hoảng á, chị muốn hỏi một câu là em có sợ? Em có sợ là em bị mất hết tất cả, em có sợ là uh, không ai muốn làm việc với em sau những cái khủng hoảng đó. Em có sợ là em mất đi những cái mà em vừa mới có được. Thật sự cái lúc đó nhá là em không cảm thấy sợ không cảm thấy sợ bởi vì mình nghĩ trong đầu rằng là ờ uh, với những cái mà mình làm như vậy thì nó thực sự không có đúng đắn với một người gọi là hoa hậu Việt Nam. Và kể cả mình mình có bị lấy mất đi tất cả những cái điều đấy thì nó cũng là một cái hình hình phạt nó xứng đáng với mình mà. Uh, em 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 cảm thấy không có có cảm thấy sợ cái lúc đấy bởi vì thực sự cái tâm lý của em khi mà em đi thi á thì không phải là em đi thi theo một cái cách rằng là ờ uh, tôi phải đạt bằng được cái giải cái giải này tất cả những thứ em mang đi thi nó là những cái sự vô tư của một cái người con gái 18 tuổi vừa mới thi đại học xong và mình chỉ làm tất cả những cái điều đó làm sao cho nó đúng với tốt nhất nó nó tốt nhất trong cái khả năng của mình thôi và mình không phải thi thêm một cái tinh thần là ở mình sẵn sàng mình đánh đổi tất cả để mình đạt được cái điều đó nên là khi mà em đi thi á em uh, lúc đấy là Ờ, mình chỉ mong sao là mình vào được top 10 thôi. Nó là một cái 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 điều rất là lớn lao đối với mình rồi. Nhưng mà thực sự là lúc đấy khi mà mình đạt được một cái danh hiệu nó, nó nó mang tầm quốc gia như vậy đối với mình á, nó là một cái điều gì đấy nó rất là vĩ đại đối với mình. Đối với một cô gái mà vừa mới bước qua ngưỡng 18 tuổi. Nhưng mà khi mà em 18 tuổi, em đạt cái vị trí đó thì cái con đường sự nghiệp của em nó đang rất là sáng ừ. và em cũng có nhiều đối tác muốn ừ. làm việc với em. Ừ. Ừ. À, nhiều công việc Ừ. Nó đến với em Thì khi mà cái khủng hoảng nó xảy ra Thì mấy cái điểm sáng đó nó bắt đầu tắt dần ừ. Thì em có sợ là em Em có bị hoang mang là em không biết là em sẽ Có tiếp tục được cái công việc này hay không ừ. Hay là em sẽ Nói chung là em có sợ vì thất nghiệp không á à. Trong cái sự nghiệp à. mà cái con đường à. em vừa mới chọn à. Để em phát triển nó thật ra là trước khi mà em thi um, hoa hậu á là em cũng đã có nếu mà tất nhiên là khi mình đi thi đúng không mình sẽ có hai đường ok một đường mình đậu đi và một đường mình rớt đi trong cuộc thi này thì mình sẽ có những cái con đường ở trong tương lai của mình và kể cả em không đi, đi thi hoa hậu thì em cũng chắc là em cũng sẽ giống như những cô gái ở ngoài kia thì em cũng học đại học ngoại thương xong em cũng tốt nghiệp và em cũng sẽ uh, tìm kiếm một công việc phù hợp cho mình thì tại vì thật ra cái con đường học hành thì nó sẽ luôn là một cái mà để cho mình yên tâm về cái quãng đường sau này của mình. Nên là lúc đấy để mà nói rằng là mình có sợ cái tình trạng thách nghiệp hay không ấy thì em... Lúc đấy thật sự em cũng không nghĩ. chứ cái thời điểm đó em cũng không nghĩ về cái điều đấy. Vậy thì chị Tú tưởng tượng rằng là mọi thứ nó đến với em lúc đấy nó giống như là nó, nó, em, nó, nó nhanh nó quá. Mà nó nhiều quá và mình đang không thể nào mà mình đang có thể thích nghi kịp thì mình thích nghe kịp với cái điều đó. Thế ừ. là mọi thứ nó cứ đến liên tục, liên tục, liên tục và mình chưa có đáp ứng được với cái điều này thì tiếp tục cái điều khác nó đáp ứng đến và cái đầu của mình nó không phải nào mà làm cho mình phải suy nghĩ rằng là, ờ, bây giờ nếu mà như vậy thì mình thất nghiệp mình có sao không ta? đó. Em có nghĩ một trong những lý do khiến cho em vấp ngã đó là được sinh ra và được yêu thương đầy đủ vòng tay, nghe được sự nuông chiều của gia đình từ nhỏ không? Ờ, gia đình em không phải là một gia đình nuông chiều con cái. Thật ra trong gia đình của em á, thì mẹ em là cái người mà đảm đương cái trọng trách rằng là sẽ là người làm kinh tế chính trong gia đình. Còn ba của em thì cũng làm việc cùng với mẹ em nhưng mà ba của em sẽ là cái người mà giống như là chăm sóc con cái về cái vấn đề dạy dỗ khi mà mình sẽ ra ngoài đường mình ứng xử mọi người như nào rồi là ừ. cái câu chuyện mình sẽ đi học rồi đến trường mọi thứ như thế nào và ba em là cái người mà đã đi đã đi cùng với các em trong suốt 12 năm em đi học nên là có những cái lần mà hồi mà mình còn nhỏ như khi mình sẽ nghịch ờ uh, mình quậy đi không biết bao nhiêu lần là em bị ăn đòn rồi <laughs> nên là thực sự gia đình em không phải là một gia đình mà uh, Luôn chiều con cái nhưng mà để mà nói rằng là mình là một người cũng được sự yêu thương và sự bao bọc của gia đình cũng cũng rất là nhiều nên là có thể mình không có cái điều kiện để mà mình có mình va vấp với quá nhiều thứ từ rất là sớm nên là cái lúc mà em đạt được cái ngôi vị đó thì nó đối với em em giống như là một cái tờ giấy trắng á. Ừ. Ừ. đấy là những cái lần đấy là lần đầu tiên mà em được bước trên đôi giày co gót ừ. ờ, thì em nói đơn giản như thế thôi thì chị tú sẽ hiểu rằng là ừ, không về những thứ gọi là showbiz rồi về người đẹp rồi về make up về tất cả mọi thứ liên quan đến những cái lĩnh vực đấy mình không hề biết gì cả chị có đọc được một cái bình luận ở ừ. trên mạng là lúc đó là em đi một sự kiện hay cái gì đó, ừ, sao em cầm bẫy dùng đúng không? Đúng rồi. rồi. <laughs> Nhưng mà khi mà chị đọc á, thì chị sẽ hiểu được là ví dụ như một người mẹ thì họ rất là thương con của họ, một cô gái 18 tuổi mà bây giờ bắt đầu đi vào cái ừ. môi trường đó ừ. thì họ cũng chỉ muốn giúp đỡ con cái của họ hoặc là hỗ trợ. Nhưng mà nhiều khi những cái những ừ, cái hình ảnh rồi. đó khán giả lại đón nhận nó theo một đúng cái rồi. cách nó hơi nhạy cảm quá, nó hơi Đã tiêu cực đúng. quá. Thì cái đấy nó là cái điểm rất là khác đối với một người bình thường và một người được gọi là người ở công chúng. Ừ. có thể là nếu mà mình đi ra ngoài đường đi đúng không, thì mình thấy là ở một người mẹ người ta đang mặc áo cho con con người ta này hay là người, đang, ừ. người ta đang chỉnh mọi thứ, thì mình thấy rằng là à, đây là một cái hình ảnh rất là dễ thương và đáng yêu. Nhưng mà khi mà mình là một người nổi tiếng rồi, thì khán giả họ sẽ không có nhìn nhận mình rằng là Ờ, tôi không biết cô này là cô là một tờ giấy trắng hay như thế nào hết tôi chỉ nhìn thấy rằng là uh, hình ảnh mẹ cô ý đang chỉnh váy cho cái cô này ở một sự kiện nó là một cái hình ảnh mà không được tích cực thì thật ra em nghĩ rằng là đấy nó cũng là một cái uh, cái sự không 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 có kinh nghiệm của mình á đối với người bình thường á mà có cái việc nó xảy ra nó cũng rất là bình thường ừ. nhưng ở một người là người nổi tiếng đi, người công chúng ừ. thì cái áp lực và cái sự mà người ta soi xét mình á nó nặng nề hơn em nghĩ là có thể khán giả sẽ đánh giá rằng là mình không có sự chuyên nghiệp ở đấy. Tại vì đối với mỗi một người nghệ sĩ hay là một người có, của công chúng thường thì họ sẽ có những cái người ở trong ekip của mình để có thể hỗ trợ cho mình những cái vấn đề đó và thực sự cái thời điểm đó thì uh, em cũng mất khoảng thời gian khá là lâu ấy tại vì hai năm đầu tiên mẹ em là một cái người mà kiểu như là chăm sóc cho em về tất cả những cái vấn đề đó và em không hề có, có biết thế nào là một người quản lý hay là như thế nào hết mẹ em là cái người mà coi như là trực tiếp làm việc với nhãn hàng rồi tất cả mọi thứ luôn và thực sự lúc đó là mình cũng chưa thực sự tìm được một cái người quản lý nào phù hợp cho mình đến mãi sau này uh, em không còn em không để cho mẹ em uh, uh, tiếp tục làm người quản lý của em nữa tại vì thực sự rằng là uh, em nghĩ rằng là cái vị trí đấy nó nên dành cho một cái người người ta có cái sự chuyên môn đúng với cái vị trí của người ta nó sẽ tốt hơn đó và sau đấy thì em đã tự tìm cho mình những cái người quản lý để họ có thể giúp em làm những cái điều đó. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Hồi nãy giờ chúng ta đang nói về vấp uh, ngã ừ. uh, Và em lắng nghe Vậy thì chị đang muốn nghe thêm về cái hành trình mà em thay đổi Thì chị nghĩ là sau khi mà cái, những cái khủng hoảng nó xảy ra liên tục Nó không phải một mà nhiều Nhiều những cái chuyện nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ xảy đến Cùng một thời điểm Thì nó tạo ra một cái cú Cú hít nó bự Thì lúc đó Bắt đầu em nhìn nhận nó là từ lúc nào Và sau đó thì em đã hành trình em thay đổi nó như thế nào. Lâu nhỉ? Lâu lắm rồi đấy, đấy bây giờ để lục lại xem còn nhớ không? <laughs> có khoảng một thời gian dài luôn là chị không thấy em hoạt động nhiều nữa. Cũng có nhưng mà nó ít hơn. Lúc nào nhỉ? Khoảng năm bao nhiêu nhỉ? Chị nhớ? Nhớ. Chị không nhớ. nhớ thời điểm nhưng chị nhớ những cái cú hoàng một nó xảy ra. À, ý chị nói là những cái biến cố nó đã xảy ra À nó xảy ra rồi. Xong rồi có một cái thời gian á là chị thấy em không em vẫn xuất hiện nhưng mà cái tần suất nó không có nhiều thì sau này chị nhận ra là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em bắt đầu nhìn nhận và để thay đổi có nghĩa là sau cái khoảng thời gian cái biến những cái biến cố của em nó xảy ra đúng không? đó thì như em cũng đã chia sẻ rằng là uh, em cũng em ngồi và em đọc hết tất cả những cái comment cũng như là mình nhìn nhận xem là khán giả họ đang đánh giá mình như thế nào và lúc đấy thì mình cũng nhìn nhận lại cái cái con người của mình và mình nghĩ rằng là uh, mọi thứ bây giờ mình phải cần phải thay đổi và em uh, bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ nhất của mình á và mình bắt đầu mình đến với mình mình có thể là lúc đấy do cái bản thân con người của mình mình bắt đầu mình muốn đón nhận những cái điều thích những cái điều tích cực rồi và mình uh, uh, tự thay đổi tất cả những thứ trong con người của mình và mình bắt đầu mình đến gần hơn với những cái người mà người ta mang đến cho mình những nguồn năng lượng tích cực. Chị nhớ là cái khi mà em comeback mạnh mẽ nhất là lúc mà em bắt đầu tham gia truyền hình thực tế mm. Amazing Race. cái sự quay trở lại đầu đầu tiên của em chắc là em đã thành công trong việc là xây dựng cái hình ảnh thời trang cho mình. Mm. vào khoảng vào năm cuối 2016 và 2017, 2018 mm. thì đấy là cái khoảng thời gian mà em hoạt động mạnh mẽ nhất về cái uh, bảng thời trang ừ. em xây dựng thành công cho mình về em trở thành một fashionista cũng ừ. như là mình hoạt động rất là nhiều trong lĩnh vực thời trang mình uh, diễn rồi là mình đi fashion week và khán giả ấn tượng về những cái phong cách thời trang street style của mình ừ. đó thì cái khoảng thời gian đấy là đấy là cái 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 mốc mà em nghĩ rằng là cái mốc đầu tiên để em bắt đầu xây dựng lại và những cái hình ảnh cho mình ừ. cũng như là những cái điểm thành công đầu tiên mà khán giả đón nhất em là cái lần mà em sẽ quay lại để mà em thay đổi ừ. là cái cột mốc đó ừ, ừ. chị cũng có nhớ ừ. nhưng mà Đúng tại vì chị nhớ đồng. kỹ hơn về những cái những cái show mà em tham gia ừ. còn sau khi mà em đã xây dựng thành công cho em ở cái những cái, 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 cái những cái dấu mốc về thời trang đấy xong thì em mới suy nghĩ rằng là à, à, Ok, bây giờ về những cái mà tại bề ngoài của mình đi là mình cũng đã thành công trong việc là trước đây đi thì trong tất cả những cái bài báo về sao xấu mỗi tuần đó, là luôn có gương mặt của em <cười> <cười> luôn có gương mặt của em ở trong đấy và sau khi đến năm 2017 là em đã có cái sự thành công cho mình và em đã luôn có góp mặt ở trong những cái bài báo mà sao mặc đẹp mỗi tuần đó, thì về những cái gọi là cái 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 bên ngoài đi thì mình cũng đã xây dựng thành công trong cái việc là ở khi mà nhắc đến Kỳ Duyên thì mọi người đã mừng tưởng ra à cô này cô ấy sẽ có một cái hình ảnh như thế nào và sau đấy em tiếp tục em suy nghĩ rằng là à, bây giờ mình đã thành công trong cái cái, cái 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 lĩnh vực này rồi thì em mong muốn rằng là cái hình ảnh của em em muốn tới tiến tới gần gũi hơn với Khán giả và mình mong muốn rằng là Khán giả họ sẽ nhìn nhận và hiểu mình hơn những cái về bên trong để họ hiểu rằng là uh, con người của mình là như thế nào Thì em uh, tham gia những cái show truyền thực tế Để cho khán giả họ nhìn nhận em, hiểu em hơn Thì tiếp tục có những cái chương trình giống như là Ameri Cầu đua kỳ thú này uh, Chương trình sao nhập ngũ này Và những cái chương trình truyền thực tế khác nữa Hay là The lúc Và Thiên đấu Mang Bầu đó Những cái chương trình đó đó Thì khán giả họ có cái điều kiện để họ theo dõi mình và họ hiểu được những cái phần tính cách trong con người mình như thế nào. Em có sở thất nghiệp không? Uhm, thật sự nhá, thật sự là em chưa bao giờ em nghĩ đến điều đấy. Chưa bao giờ em nghĩ đến điều đấy luôn, tại vì em uh, nghĩ rằng là em là một cái con người mà em rất là thích làm việc, rất là thích làm việc và có thể rằng là cái nghề, cái công việc của những người nghệ sĩ như mình á, nó sẽ không có giống như là cái công việc của những người họ làm văn phòng ở ngoài kia mình sẽ không bao giờ mình sẽ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hay là ừ. mình sẽ làm việc đến 5 giờ chiều là mình sẽ đi về nhà cái công việc của mình nó sẽ nhiều khi nó sẽ theo dự án có những lúc mình sẽ rất là bận rộn nhưng mà sẽ có những lúc mình sẽ rất là rảnh rỗi thì em trong những lúc khoảng thời gian rảnh rỗi đó thì em sẽ sẽ luôn nghĩ ra những cái thứ để em làm nên là thực sự là em chưa có bao giờ em nghĩ đến trong đầu em nghĩ đến cái vấn đề về đó sau này mình thất nghiệp thì sao biết là sao chị hỏi em Tuy nhiên chị từng sợ thất nghiệp ừ. nghe tự thất nghiệp nó hơi xa vời ừ. nhưng mà chị sợ là chị không có kiếm được tiền tại vì chị bắt đầu cái cái nghề này là nghề người mẫu thì em cũng biết người mẫu ở Sài Gòn nó rất là chật vật và chị lại từ bỏ con đường học vấn của mình để theo cái nghề này đó cũng là một cái quyết định mà nhiều khi chị ngồi chị suy nghĩ lại nếu mà có thể thay đổi thì chị nghĩ là chị sẽ cố gắng tiếp tục và ừ. làm việc làm nghề này chung một thời điểm nhưng mà trong cuộc sống mà nó có những lúc mà cái hoàn cảnh nó không tạo điều kiện để mình có thể làm được hai việc ba việc một lúc ừ. thì uh, khi mà bắt đầu theo đuổi cái nghề này khoảng hai ba năm á nó rơi vào một cái cái điểm mà chỉ, lúc, lúc nào mình cũng phải sống trong lo sợ là cái tháng tiếp theo á mình có kiếm được chừng này tiền để mà mình trang trải cuộc sống của mình hay không thì đó nó không hẳn là thất nghiệp giống như những bạn văn phòng khác nhưng mà cái cảm xúc của chị ừ. là không biết là tháng sau mình có xô hay không người đúng ta có bút mình tiếp không rồi nếu như mình không có xô thì tiền ở đâu ra để ừ. mình trả tiền trọ tiền ở đâu để mình đóng tiền học năm nhất hoặc ừ. là tiền ở đâu để mà mình có thể hỗ trợ gia đình của mình không lẽ bây giờ mình đã cố gắng sinh ra riêng rồi mình không kiếm được tiền mình quay lại mình vay mẹ mình đó là một cái mà thật chị ta, sẽ đúng không? chị thật sẽ dạ... bị áp lực thật ra những cái mà chị suy nghĩ là những cái mà những cái người ngoài kia hoặc những cái người bình thường họ không họ họ không mở trong cái 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 lĩnh vực của mình họ cũng đang họ cũng suy nghĩ về cái nghề nghiệp của nghệ sĩ nó rất là mơ hồ như vậy tại vì công việc của mình nhiều khi họ sẽ không hiểu rằng là ờ, cái nguồn thu nhập nó sẽ đến cố định từ đâu và nhiều khi họ sẽ hỏi rằng là ở ờ, những ngày hôm nay có người uh, búc mình rồi ngày mai làm gì có cái điều mà chắc chắn là họ sẽ búc mình như vậy nhưng mà em nghĩ là đối với cái thời buổi bây giờ ấy nó có cái sự phát triển về mạng xã hội nó 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 rất là nhiều những cái mạng xã hội khác nhau thì em nghĩ rằng là làm người nghệ sĩ thì mình sẽ nếu mà mình thực sự là một người có năng lực và mình thực sự giỏi thì mình sẽ luôn có những cái cách để mà mình duy trì và kiếm những cái nguồn thu nhập cho mình và thực sự không ở ở trong cái cái nghề nghiệp của mình đâu em nghĩ rằng là ở bất cứ một cái nghề nghiệp nào cũng vậy chị ờ, cũng từng sợ cảm giác thất nghiệp Thì mình tú cũng từng chưa bị thất nghiệp thôi nhưng cũng đã từng mém những cái giai đoạn mà mình bị ngừng lâu một tháng mình không có công việc mình đang phải sử dụng cái khoản tiền mình để dành thì mình cũng hoang mang trong cái con đường sự nghiệp của mình mình sẽ phải phát triển nó như thế nào cái con đường mình chọn nó có đúng hay không à, đó là cái thời điểm đầu và nó có những cái vấp ngã mà mình bị lây hoay trong cái việc là à, mình từ bỏ con đường đi học á, để đi theo cái con đường nghệ thuật này á, nó có thực sự đúng không? Hay là mình đang làm sai? Cho nên là thất nghiệp đó, đôi lúc, chị không biết với ai nha. Bây giờ chị trải qua rồi thì chị cảm thấy là nó không đáng sợ. Nhưng ở thời điểm minh tú, ở thời điểm đó, chị rất là lo lắng. Chị rất là lo lắng. Cái khoảng thời gì? gian đó là năm năm bao nhiêu chị còn nhớ? À, năm 2011, 2012. Lúc đó chị Lúc đó chị vào chị bắt đầu làm nghề được bao nhiêu năm rồi? Một, một, năm rưỡi Một năm rưỡi ừ. Ừ. Chị bắt đầu làm nghề người mẫu là cuối năm 2010 Là chị làm BG trước Xong rồi chị mới bắt đầu đi diễn show là đầu năm 2011 Đó Thì đó là một cái vấn đề mà Sau này chị thấy rất là nhiều bạn trẻ hay hỏi Là Thất nghiệp có đáng sợ hay không? Có đáng sợ thật đáng sự sợ chứ. là đáng sợ nhưng mà mình sẽ phải nhìn nhận nó như thế nào và mình phải chuẩn bị mình lập ra những cái uh, kế hoạch những cái uh, kỹ năng của mình để mình phát triển nó theo một cách đúng đắn nhất ví dụ như là như em nói đi uh, về nghề người mẫu á, thì nghề người mẫu là một cái nghề nó không có tuổi thọ và chúng ta sẽ không bao giờ đảm bảo được là tháng nào nó cũng sẽ có một thu nhập ổn định thì để mình sẽ có cái thu nhập ổn định thì mình sẽ phát triển cái sự nghiệp đó mình như thế nào. À, cái thứ hai mà các bạn luôn hỏi là vấp ngã là điều có nên hay không? em nghĩ là đối với uh, mỗi một người á thì em nghĩ vấp ngã là điều nên có nhưng mình vấp ngã ở trong cái tầm kiểm soát của mình Ừ. Và thế nó hơi khó hiểu ha. Ý là không cũng không khó hiểu. Khó hiểu hả? không? ý là hiểu. mình vấp ngã ở trong cái 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 sự kiểm soát chứ không phải là vấp ngã theo cái cách là mình bản để bản thân của mình nó trôi đi theo một cái cái điều gì đấy mà mình không biết là nó sẽ đi đâu và về đâu. Nó sẽ giống như vậy nè các bạn. Các bạn có thể té nhưng mà cái té đó nó có thể là uh, chạy chân để lại thẹo, gãy chân, nhưng mà nó sẽ không bị cục luôn, ý kỳ diệu <laughs> là vậy, là nó ở trong tầm kiểm soát là chúng ta, rào cản được cái mức độ mà nó thiệt hại, là chúng ta sau này chúng ta nhìn lại cái sẹo đó chúng ta biết là ok ngày xưa mình làm gì nè, mình mới có cái sẹo này, là mình trong tầm kiểm soát là mình vẫn có thể sử dụng nó, đúng không? Em nghĩ rằng là đối với đối với mỗi người mà đặc biệt ở cái tuổi trẻ thì đến bây giờ thì nói chung là xã hội thì nó các ngày nó càng phát triển và cái những rất là nhiều những cái cạm bẫy và rất là nhiều những cái cám dỗ trong cuộc sống và thực sự bản thân mình nhiều khi mình ở trong những cái hoàn cảnh như vậy để mà nói ra là mình 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 vượt qua được hay không á, thì nó phải cần cái sự bản lĩnh của mình rất là nhiều và đôi khi có những cái có những cái lúc mà mình không thể vượt qua được đi thì đấy nó sẽ luôn là những cái bài học cho mình á để mà mỗi lần mình nhìn vào cái cái điều đó nó sẽ luôn là những cái để mà nhắc nhở bản thân của mình để mà đến với những cái điều mới hơn nó sẽ luôn là một cái bài học đi đi luôn đi theo suốt mình từ giờ đến cuối cuộc đời à, suốt trong những cái tập mà của chủ podcast mình tú luôn chia sẻ tuổi trẻ là những cái trải nghiệm à, tại sao thật ra bản thân của mình tú cũng sợ thất nghiệp và mình cũng đã từng thất nghiệp nhưng mà may mắn của mình đó là mình đã bắt đầu đi làm việc từ năm mình 10 tuổi mình làm rất là nhiều nghề từ uh, giao giấy dò, uh, mình uh, phụ bán quán mình uh, bán hình dáng nó mô hiểm rất là nhiều những cái khi mà mình còn nhỏ rồi tại vì do hoàn cảnh cuộc sống và bắt buộc mình sẽ phải đi ra ngoài bươn chạy sớm hồi nhỏ thì mình nghĩ nó là một cái gì đó nó mình hơi cảm thấy Ganh tị hoặc là mình cảm thấy tuổi thân nhưng sau này mình lớn lên đó, thì mình sẽ cảm thấy biết ơn Tại vì những cái điều đó nó sẽ tạo cho mình được, mình có những cái kỹ năng khác Thì ví dụ như trong Minh Tú đi, khi Minh Tú làm nghề người mẫu thời điểm đó Và mình cảm thấy là tháng sau mình không có việc á, mình sẽ bắt đầu tìm những cái nghề khác để mình làm Ví dụ như là mình uh, đi uh, làm BG, song song hai nghề với nhau lúc thì làm người mẫu lúc thì đi đứng siêu thị hoặc là lúc thì mình đi đứng xe không thì mình cũng phụ chép uh, mấy cái đề văn cho người ta khi mà người ta nhờ mình chép sao y á nhưng mà thời đó là kiểu chép ra rồi uh, phụ uh, anh mình làm những cái sự kiện nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ. thì bản thân của minh tú cảm thấy là mình luôn trang bị cho mình nhiều kỹ năng hơn nhiều kiến thức hơn Uh, hãy xem xem là cái 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 cốt lõi điểm mạnh cốt lõi của mình nằm ở đâu để mình có thể phát huy nó uh, tại vì chị nghĩ rằng uh, một người có thể làm được nhiều việc chứ không hẳn là chỉ một việc không em nghĩ rằng là đấy nó cũng là một cái điều cũng khá là may mắn đối với Đúng em rồi. thì em thấy Đúng em thấy rồi. nó là điều nó là điều may mắn khi mà uh, mình có thể trải qua tất cả những cái điều đấy ở trong cuộc sống của mình và đấy là một cái uh, trải nghiệm rất là đáng quý và ví dụ như là bản thân em thì em sẽ không bao giờ em có được những cái trải nghiệm giống như vậy Khi mà người mà sinh ra một trong một cái hoàn cảnh nó hơi khó khăn á, Thì người ta hay bị tuổi thân ừ. Và người ta hay bị kiểu như là ganh tị với những người mà sinh ra được trong trọn vẹn Nhưng đó là cái điều mà những người sinh ra hoàn cảnh khó khăn Họ không thấy được cái khó khăn của những người sinh ra trong cái hoàn cảnh mà mình nhìn vào mình thấy chọn vẹn Thật ra hoàn cảnh của mỗi người á đều có những cái khó khác nhau. Đúng. Không? À, nhiều khi đơn giản hơn là những người mà người ta, người ta sinh ra ở trong một cái sự nuông chiều, yêu thương, cưng của ba mẹ người ta thì người ta sẽ thiếu được thiếu đi những cái trải nghiệm hoặc là những cái mà những cái sự tự do. Một vài thứ. Chị thấy giống như bạn của chị đi, à, bạn của chị sẽ hồi nhỏ bạn sẽ bị chung thời điểm với chị đúng không? Hai người học chung với nhau nhưng bạn chị thì khác, bạn chị thì sinh ra trong một gia đình nó có điều kiện hơn. Thì bạn chị sẽ bị thiếu sự tự do trong việc giống như, như chọn nghề bạn học. Nó luôn luôn bị áp đặt bởi định hướng của gia đình nhiều hơn. Tất nhiên là ba mẹ vẫn tôn trọng nhưng mà ba mẹ sẽ muốn ừ nếu mà con học cái ngành này nè, sau này con ra thì gia đình mình đã có cái kinh nghiệm trong cái ngành này rồi nhưng bạn đó thì thích một cái khác nhưng đó thì bạn đó đâu đó nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sự quyết định uh, nghề nghiệp của bạn đó lúc đó hoặc như em nói thì bạn sẽ không có trải nghiệm giống như chị chị thì là trải nghiệm cái gì chị cũng chơi rồi té hay là bất kỳ những cái món trò chơi dân gian nào đó, chị cũng biết hết nhảy dây tạc lon bắn bi bắn thằng lằn, làm súng đạn nói chung là chị có những cái những cái trải nghiệm đó khi chị còn bé đó Hồi nhỏ thì chị cảm thấy nó cơ cực, nhưng sau này lớn lên thì như em nói đi, chị nhìn lại chị sẽ cảm thấy chị biết ơn. Bởi vì chị có cơ hội để trải qua những cái đó sớm thì chị sẽ mạnh mẽ hơn khi mà chị bước vào đời. Chị sẽ hiểu được là uh, mình sẽ lanh hơn một chút xíu, mình va vấp như thế nào để, để mình té mà nó không có đau thì qua cái phần nói chuyện vừa rồi á, thì Minh Tú cũng chia sẻ là mỗi người chúng ta sinh ra ở mỗi hoàn cảnh khác nhau à, điều kiện sống khác nhau môi trường sống khác nhau cái vùng miền nó cũng khác nhau chúng ta không thể nào lấy cái gọi là cái sự thành công của người khác áp đặt lên cái bản thân của mình tại vì á, là ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái chọn đi, con đường của chúng ta khác nhau và chúng ta chắc chắn phải có thất bại. Tại vì thất bại là mẹ của thành công, không thất bại thì chúng ta sẽ không biết ở đâu là cái điểm sai và ở đâu là cái điểm chúng ta nó là giới hạn của chúng ta. Mà quan trọng nhất là khi chúng ta thất bại á, chúng ta có dám đứng dậy hay không? Chúng ta có dám nhìn vào những cái thất bại đó của mình, nhìn vào những cái điểm chưa tốt của mình để mà chúng ta thay đổi nó và chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một cái hành trang ở trong cái đường đời tiếp theo của chúng ta ví dụ như là mình tú có rất là nhiều thất bại kỳ duyên cũng đã từng có vấp ngã trong hành trình của kỳ duyên nhưng mà chúng tôi uh, đồng một cái điểm là chúng tôi dám nhìn lại bản thân của mình biết được cái điều đó nó không đúng và mình đang không mình đang làm sai và mình dám mạnh dạn đối diện nó để mình thay đổi và mình trao dồi mình phát triển mình thành một cái bản sao tốt nhất của bản thân mình các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe chuỗi podcast nhật ký ban công của minh tú uh, minh tú hy vọng rằng là những câu chuyện của minh tú cùng với khách mời sẽ chia sẻ đến các bạn những cái năng lượng tích cực lạc quan đồng cảm và hy vọng rằng là các bạn sẽ có những cái đóng góp cho chương trình bằng cách là gửi email về nhật ký ban công com hoặc để lại những cái bình luận ở dưới video clip minh tú và team sẽ đọc và ghi nốt lại để chúng tôi có thể cải thiện một cách tốt nhất cho những tập sau bây giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về thất nghiệp đúng không? Và thất bại Thất bại Chắc chắn rồi 30 tuổi thì không có thất bại thì chắc chắn là không phải Không phải là cuộc sống đẹp của tuổi 30 Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái thứ hai Mà đa số những người làm nghệ sĩ sẽ có Đó là nghề tay trái Thì theo em á Em nghĩ nghề tay trái có nên có hay không? Có nên có hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người đó họ có mong muốn hay không nhưng mà cá nhân em đi thì em em nghĩ là nên có như em đối với quan điểm của em thì em nghĩ là nên có nếu như sau này em không làm kỳ duyên trong showbiz nữa thì em sẽ làm gì bây giờ em ngoài cái công việc mà mình hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ra thì em có kinh doanh em có kinh doanh thì em nghĩ rằng là nếu mà sau này khi mà mình lớn hơn và mình bắt đầu mình uh, không còn làm nghề không còn làm trong lĩnh vực nghệ thuật nữa thì em nghĩ rằng là em em sẽ làm kinh doanh. Hoặc có thể là một cái người mà có thể đứng uh, nếu mà mình cố gắng thật nhiều và mình đạt được những cái thành công ngoài cái sự mong đợi của mình đi thì em mong muốn rằng là có thể làm được những cái hành động thiết thực nào đấy để mà mình có thể trao đến cho những cái người ở ngoài kia những cái lứa mà trẻ hơn mình rất là nhiều về uh, những cái kinh nghiệm của mình về những cái trải nghiệm của mình nó là một cái cách mà mình lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho họ đấy là hai cái mà em nghĩ rằng là nếu mà em không còn làm nghệ thuật nữa em sẽ làm vậy hiện tại em đang kinh doanh gì uh, em đang kinh doanh áo thun áo thun hay thun trước đó thì em uh... <laughs> có kinh doanh nhiều thứ khác không? À, trước đó thì em có kinh doanh uh, có kinh doanh về uh, có một cái tiệm nhỏ, nhỏ về làm nail và ừ. spa và ngoài ra thì em có làm một chút về bất động sản nữa em có nghĩ là tất cả mọi thứ em bắt đầu start up nó đều thành công không? Em nghĩ là không khó lắm thật sự là nếu mà để mà nói là start up mà có thể thành công ngay từ lần đầu tiên ấy thì chắc là điểm trên đầu gón tay nghe thì nó dễ đúng không tại vì ừ. chúng ta luôn đọc những cái tờ báo là người này start up thành công một cái chuỗi này người chị b thành công cái dự án này nhưng mà thật sự thì tất cả các start up thành công nó chỉ dưới 5% phần trăm thôi cái tỷ lệ thành công rất là, là ít. ít mà chúng ta thì những cái bài báo mà nó thành công một người nào đó từ giả bỏ đại học hoặc như là bỏ văn phòng bỏ công việc văn phòng tôi start up cái này thành công nó viral là bởi vì khán giả sẽ thích những cái câu chuyện mà từ zero to hero ừ. nhưng có những cái bài báo mà nó cũng có rất là nhiều bài báo mà thất bại nhưng mà ít có ai đọc cho nên là người ta không có thấy được cái sự khó khăn khi mà mình bắt đầu start up một cái một cái công việc hoặc là một cái dự án gì cá nhân của mình nó khó mình nghe thì mình cảm thấy nó rất là dễ tại vì chị uống thử nhiều lần rồi Nhà chị cũng cảm thấy là chị phải bao nhiêu cái bây giờ chị nói thật đi chị đã ngoài cái lĩnh vực nghệ thuật ra chị đã có bao nhiêu cái cái kinh doanh khác nào. Cái đầu tiên là chị thất bại trong kinh doanh uh, bikini. Ừ, em có nghe. vào năm 2015 thì chị phát triển rất là mạnh về uh, kiểu như là body sexy rồi healthy này nọ này nọ. Thì lúc đó thì mình nghĩ là ồ cái hình ảnh của chị nó rất là phát triển cho nên cái việc kinh doanh nó sẽ rất là dễ, mình chỉ cần dùng cái hình ảnh của mình rồi kinh doanh này nọ. Mấy anh chị khác cũng chia sẻ với mình nhưng mà không có nha. Mình bắt đầu kinh doanh um, quần áo bikini và nó fail nha nó fail, nó thất bại. Trong hai tháng đầu tiên khi mà nó ra thì nó rất là ok, nhưng sau đó thì nó bắt đầu lụi tàn dần 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 dần. Biết không? À, mình nghĩ nó dễ nhưng mà mình vô rồi mình sẽ hiểu được là mình không có kiến thức gì về marketing và kinh doanh hết. Nó không có đơn giản như những cái gì mà mình thấy người khác làm hoặc là mình nghe người khác nói. Khi mình vô rồi mình sẽ cảm thấy nó là một cái gì đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng mà mình đang quá thiếu kiến thức, mình chỉ có một cái là nhân diện của mình có nhưng mà mình thiếu về cách quản lý, thiếu marketing nè, thiếu quản lý nhân sự nè, làm sao để cái thương hiệu đó phát triển mà không cần dựa vào mình nè, rồi thiếu định vị khách hàng nè, nhiều thứ lắm và cái đồ bơi là cái đồ không phải ngày nào người ta cũng mua. Đúng không? Nó chỉ mua vào một mùa duy nhất thôi Đó là summer Là cái mùa mà bán được nhất Còn lại thì đồ bơi nó không phải là một cái đồ mà Một phụ kiện Rất là cần Cho tất cả phụ nữ Có cần nhưng mà có cũng được, không có cũng được Thứ hai á là mẫu đồ bơi Ở Việt Nam á, người Việt người ta cũng Không có ưa chuộng bận quá sexy ừ. Người ta thường sẽ lựa chọn lựa chọn những cái mẫu nó vừa phải hai mảnh nhưng mà nó sẽ phải nhìn nó vừa phải để nó hợp ừ. với văn hóa người Việt thì cái đó lúc đầu mình không có biết cho nên chị cũng bắt đầu chị fail thì số tiền đó là khoảng 300 triệu là à, thời điểm đó là mình mất ừ? là năm bao nhiêu năm 2015 tiền wow, mặt. 2015 lúc đi thời điểm đấy là 300 triệu là cũng nhiều lắm xong tiếp theo thì chị bắt đầu với uh, um, kết nắp chồng đối với chị á, kính á chồng bây giờ nó vẫn tồn tại nhưng nó không phải là một cái thành công của chị, tại vì so với cái tâm huyết và cái thời gian chị dành cho nó, nó vẫn sống nhưng mà nó không có mang lại cái mà mình đặt cho nó nhiều, có nghĩa là cái lời của nó bác với mình nó, nó không đủ cái nguồn thu đúng rồi, cái 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 nguồn thu thu lại của mình á, ừ. nó chỉ đủ trả ví dụ như mặt bằng về cái để nó vận hành mỗi tháng thôi. Trong khi mình có thể dành thời gian tâm huyết của mình làm những cái khác để nó có thể xin lời hơn Nhưng mà chị rất là yêu nó, tại vì nó giống như một cái đứa con tinh thần của chị Nên là rất là nhiều người hỏi chị là tại sao chị không đóng nó đi Tại vì nó không có lợi, một tháng nó lợi có 10 triệu, 12 triệu à Tại sao em không đóng nó đi, em tiếp tục làm nó làm chi Nhưng mà tại vì từ ngày đầu chị bắt, bắt đầu với nó, nó giống như là một cái đứa con của một cái nghề khác của chị á nên là chị chăm chút nó từng ly từng tí Và bây giờ nó vẫn tồn tại như vậy Nhưng chắc chị cũng không biết là Chị chị cũng nghĩ là sắp tới chị cũng sẽ để lại cho em của chị kinh doanh Chứ chị không tiếp tục kinh doanh nó nữa Có những lúc mình phải biết buông bỏ Để mình sẽ không phù hợp Sau này chị rút ra được rằng là mình bị thiếu kiến thức Đừng nên đầu tư vào cái gì mà mình không biết Mình thiếu Trước khi mình đầu tư mình sẽ phải tìm hiểu nó Mình phải có học ít nhất là cơ bản về nó mình phải hiểu cái cách vận hành của nó như thế nào cái môi trường của nó như thế nào để mà mình có lỗ á, hoặc là có thất bại thì mình cũng sẽ biết nó ở trong tầm kiểm soát là một thứ hai là mình sẽ hiểu được là tại sao mình thất bại chứ còn có rất là nhiều người start up họ fail nhưng mà không hiểu, họ chưa hiểu được tại sao họ thất bại họ luôn nghĩ là tại vì họ không may mắn nhưng mà nó không có đúng gì mỗi lần em, em, em start up em thất bại vậy em có cảm thấy bị áp lực không có áp lực chứ tại vì nói gì thì nói giống như kiểu là những cái nó là cái start đầu tiên của mình đúng không và những cái gì đầu tiên của mình đi thì mình sẽ luôn dành cho nó những cái gì nó gọi là tâm huyết nhất những cái khát khao nhất của tuổi trẻ rồi cái đấy là về cái mặt tinh thần nha ừ. ngoài ra thì còn về những cái kinh tế mà mình bỏ vào trong đấy nữa thì khi mà mình thất bại mình mất hết tất cả những cái điều đó đi thì cái đương nhiên cái điều đầu tiên là mình sẽ rất là buồn và tiếc nuối và mình sẽ bắt đầu mình áp được rằng là nếu mà trong trường hợp mà mình tìm mình biết được cái nguyên nhân rằng là lý do vì sao mà mình lại thất bại ở trong cái startup đầu tiên như vậy thì nó sẽ là một cái bài học rất là tốt cho mình để mình tiếp tục cái 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 startup tiếp theo nhưng mà trong trường hợp mà mình không hiểu lý do vì sao mà ok mình đã cố gắng và mình đã làm tất cả mọi thứ trong sự cố gắng của mình như vậy nhưng mà mình vẫn thất bại và mình không hiểu lý do vì sao thì thực sự nó sẽ là một cái áp lực rất là lớn đối với mình đối với cái business tiếp theo của mình mình sẽ không không biết rằng là mình sẽ phải bắt đầu như thế nào mà để cho nó có thể thành công bởi vì ngay từ cái business đầu tiên mình cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà mình bị thất bại đi và mình không hiểu lý do vì sao nó lại thất bại như vậy đó em thì um, cũng được một cái may mắn rằng là em hiểu lý do vì sao rằng là mình cũng mình mình bị thất bại ở cái startup đầu tiên của mình em nghĩ rằng là nó cũng khá là tương tự với cả chị tú thôi bởi vì uh, nếu mà nói về một cái người gọi là làm chuyên về business đi thì nó sẽ là những cái mà nó khác hoàn toàn đối với cái công việc nghệ sĩ của hai chị em mình đang ừ. làm thì nó sẽ là những cái vấn đề về quản lý nguyên liệu quản lý con người quản lý đầu tiền ra, đầu tiền vào. Rồi là quản lý về cơ sở vật chất về tất cả mọi thứ và để mà có thể làm được tất cả những cái điều đó thì mình cần phải có thời gian để mà mình học hỏi và trao dồi cũng như là mình phải theo sát nó mỗi ngày. Và uh, em nghĩ là đến bây giờ đi thì cái uh, công việc chính của em đang làm uh, và cái nguồn thu nhập chính của mình là đến từ uh, cái việc là mình hoạt động ở trong lĩnh vực nghệ thuật này của mình và sau cái um, sự thất bại đầu tiên của 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 em á thì em nghĩ là mình nên lựa chọn một cái mà nó vừa phải thôi ừ. để mà mình có thể làm nó được tốt song song hai việc trong cái công việc mình làm việc về lĩnh vực nghệ thuật và trong cái công việc là mình kinh doanh cái đó ừ. thì mình mới có thể vận hành nó được còn nếu mà cả hai cái đều hai cái đều lớn hết thì sức lực của mình thì mình cũng chỉ làm được đến cái mức mức đấy thôi và bây giờ mình cả hai cái đều lớn hết thì mình không thể nào mà mình có thể handle được hết tất cả những những cái điều đó được khi mà em thất bại á em có bị áp lực uh, của người khác ví dụ như em nhìn người khác uh, cũng bằng tuổi với mình họ cũng cũng bắt đầu làm nhưng họ làm được còn mình không làm được không em không có em thật sự là em rất là uh, hiếm khi kiểu so sánh mình theo một cái cách mà nó tiêu cực như vậy ấy. kiểu mình cứ nhìn vào người này mình thấy oh, họ làm giỏi quá và mình nhìn vào mình mình thấy rằng là oh, mình không làm được giống như họ thì đôi khi nếu mà trong cái trường hợp đấy nếu mà mình có quá nhiều những cái suy nghĩ đấy trong đầu thì đến một cái lúc nào đó mình không còn tỉnh táo nữa thì mình sẽ rất là khó để mà mình đưa ra được một cái cách giải quyết làm sao để mà mình giải quyết những cái mà nó là những cái thất bại của mình trong cái nghề tay trái đầu tiên của em làm á thì em nghĩ rằng là cái mà làm cho mình làm chưa tốt đối với nó là mình không có dành cho nó đủ thời gian để mà uh, nó phù hợp với cái quy mô của nó như vậy chị thì có nha chị từng bị vậy ừ. khi mà chị làm một cái gì đó một lần không được thì chị có thể chấp nhận là ok mình thiếu thiếu nhiều thứ nhưng bắt đầu lần thứ hai mà chị làm á chị từng bị là chị thất bại và chị thấy người khác ủa tại sao người ta cũng làm mà tại sao người ta thành công thì lúc đó chị sẽ bị áp lực rất là nhiều nhưng sau này á thì chị phát hiện ra cái so sánh đó nó rất là khập khiển tại vì chúng ta sinh ra khác nhau nè hoàn cảnh khác nhau nè điều kiện kinh tế khác nhau nè Uh, tài năng nó cũng khác nhau đó. Đúng rồi, với cả mỗi người người ta sẽ có Người ta sẽ giỏi trong cái lĩnh vực riêng của người ta Và mỗi cái lĩnh vực nó cũng khác nhau Ví dụ như là mình Làm tốt ở cái lĩnh vực người mẫu Không có nghĩa là mình sẽ làm tốt ở lĩnh vực kinh doanh Cho nên là Sau này thì cảm thấy là nếu muốn làm tốt Một cái điều gì đó Chúng ta nên bắt đầu từ những cái nó nhỏ nhất Và cái quan trọng là chúng ta phải Biết rõ Về cái lĩnh vực đó Có nghĩa là trước khi Chúng ta muốn dấn thân, muốn start up, chúng ta phải đi học những cái cơ bản nhất Ví dụ như về kinh doanh bất động sản thì mình phải học những cái cơ bản nhất của bất động sản Hiểu được, um, ví dụ nha, bất động sản nào là có giá gần chợ, gần bệnh viện, gần ngã ba hay là trong hẻm cục Nó khác nhau cái gì Thì cái đó mình không có thể nào mà chỉ nghe người ta nói là ok, mua cái này đi 3 tháng sau hoặc 3 năm sau nó sẽ lên mà rõ ràng là mình sẽ phải hiểu tại sao nó lên ví dụ như là thành phố sắp xây vành đai hay xây cao tốc thì cái đất này nó mới lên ừ. cái đó là cái mà kiến thức mình phải đọc và mình phải học mình phải tìm hiểu về cái lĩnh vực mà mình muốn đầu tư thì qua cái câu chuyện này thì mình tôi cũng muốn chia sẻ là một người có thể làm được hai ba việc nhưng mà hồi nãy kỳ Duyên cũng có nói là chúng ta hãy nên làm hai ba việc khi chúng ta đảm bảo được cái sự rủi ro và chúng ta kiểm soát nó ở một cái mức cân bằng và ổn định nhất còn mà nếu mà làm hai ba việc mà cái việc nào cũng lớn mà nó vượt quá cái khả năng của mình đó, thì cái sự rủi ro nó sẽ rất là cao và nó cũng sẽ tác động đến kinh tế nè cái tinh thần của mình nè và cái sự mà mình dám dấn thân sau này nữa um, em nghĩ nha người ta bằng cấp có phải là con đường duy nhất đến với thành công? Uhm, nó không phải là một con đường duy nhất đến với thành công bởi vì uh, mình mình cũng đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện về những cái người mà họ đã có được những cái sự thành công có thể là họ không học đại học hay là họ mới um, học hết uh, cấp 3 chẳng hạn hay là họ đang làm một cái công việc rất là lý tưởng đi nhưng mà họ lại bỏ họ đi làm một cái công việc khác nhưng mà họ vẫn thành công nhưng mà như như em cũng đã nói là những cái trường hợp đấy á, thì nó cũng xảy ra rất là ít nhưng mà em nghĩ là để để đến với thành công á thì mình nên có bằng cấp bởi vì cái bằng cấp đấy nó cũng là một cái sự chứng minh cho về cái 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 con đường học hành của mình. Nó là một cái. Thật ra khi mà mình xin một người bình thường đi khi mà mình uh, vừa mới tốt nghiệp đại học xong thì uh, mình xin việc vào trong bất cứ một công ty nào thì cái mà để họ nhận mình vào trong cái vị trí mà mình mong muốn đi thì cái điều đầu tiên mình cần phải show ra cho họ là cái bằng bằng của mình mình có những bằng cấp như thế nào, bằng tốt nghiệp đại học bằng cao học bằng tiến sĩ hay là bằng tiếng Anh, DL, tất cả những cái điều đó đó là luôn là một cái mà cần phải có nếu mà mình muốn là có một cái công việc lý tưởng cho mình Chị hỏi em là bởi vì chị là một người không có tốt nghiệp đại học, chị học tới năm 2 chị nghĩ rồi, nhưng mà chị sẽ không bao giờ muốn truyền tải cái cái thông điệp đó ra à. ngoài chị luôn muốn truyền tải một cái thông điệp là Bằng cách học vấn nó không phải là con đường duy nhất đến với thành công Nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất giúp bạn có thể thực hiện những cái ước mơ của mình à, Học vấn nó quan trọng trong uh, con đường sự nghiệp của mình Thì uh, có thể là có nhiều bạn ngoài kia không có đủ điều kiện để mình uh, Trong cái thời điểm đó mình không có đủ điều kiện để mình theo học tiếp tục Hoặc là cái hoàn cảnh của mình không cho phép mình uh, theo đuổi con đường học vấn uh, Thì hoặc là cái thời điểm đó chúng ta ham chơi Nhưng nếu như mà các bạn có đang nghe cái podcast này của Minh Tú Thì hãy cân nhắc lại Về việc uh, chúng ta nên Học một cái gì đó Học nghề cũng được Tiếp tục học về uh, con đường học vấn ngày xưa cũng được Nó có rất là nhiều hệ học Bây giờ ví dụ như là học online Đại học hệ học online từ xa uh, Trao dồi thêm kỹ năng Những cái kiến thức khác Những cái ngành nghề khác Để chúng ta có những cái hành trang Nếu như mà vô tình chúng ta bị mất việc làm thì chúng ta cũng có một cái kỹ năng khác để chúng ta tìm kiếm một cái công việc khác nó dễ dàng hơn tôi nghĩ rằng là là trường hợp của chị tú cũng là một cái trường hợp mà rất là đặc biệt để mà uh, chị tú có được những cái thành công được như bây giờ có thể rằng là nó, nó đối với tất cả những cái điều mà chị chia sẻ ấy, thì để mà chị đạt được những cái thành công như bây giờ nó cũng là một cái mà chị phải cố gắng rất là nhiều và em nghĩ rằng đấy cũng là một trường hợp rất là đặc biệt đó nhưng mà càng lớn khi mà chị càng trưởng thành thì chị chị bắt đầu cảm thấy chị nhỏ, ừ. ừ. và đến lúc chị muốn đi học nhiều hơn chị có dự định học thêm cái gì thì cũng có nhiều thứ nhưng mà chị thường thường chị sẽ làm xong rồi chị mới mới mới, mới chia sẻ chị không có chia sẻ trước rồi nói nhưng mà chị cũng đang bắt đầu theo học những cái khóa riêng cho cái con đường sau này của chị chị cũng không thể nào tiếp tục làm nghề này hoài được đúng không cũng sẽ có những cái ngã rẽ riêng và chị cũng phải hoạch định được cái cái công việc tiếp theo chị muốn làm là gì và ví dụ công việc đó cần những cái cái điều gì đó chị sẽ gạch đầu dòng ra và chị sẽ phải, phải bắt đầu rèn luyện nó học hỏi những cái điều đó để sau khi chị bắt đầu chuyển hướng chị sẽ hiểu biết và là chị làm nó trong cái điều tốt nhất của chị đối với đối với em thì em nghĩ là cái cái chuyện là mình theo đuổi con đường học hành á ngoài chuyện nó sẽ đưa cho mình những cái mà kiến thức mà mình cần phải có khi mà mình bước ra ngoài xã hội á, thì em nghĩ là cái điều quan trọng nhất đi đối với em nha khi mà em uh, được học trong môi trường là từ trong 12 năm mình đi học này rồi là mình học đại học thì cái điều mà mình cảm thấy rằng là mình đạt được điều nhất là mình được sống trong một cái môi trường môi trường trong môi trường đó điều tại hiểu. vì ừ, trong một cái môi trường giáo dục đó và tại vì cái môi trường giáo dục đấy nó sẽ xây dựng giống giống như kiểu là nó, nó sẽ xây dựng cho mình một cái nền móng rất là vững chắc đấy ừ. để mà khi mà mình ra ngoài ra ngoài xã hội mình sẽ hiểu rằng là uh, mình sẽ biết cách đối nhân xử thế như thế nào và mình sẽ có những cái kỷ luật nào cho mình và khi mà mình học trong một cái môi trường như vậy thì em nghĩ là cái điều cái điều mà làm cho em cảm thấy là uh, bổ ích nhất đối với mình là mình có được một cái sự kỷ luật Bởi vì ngày xưa đi học là trong trường là mọi thứ ở trong trường rồi với thầy cô bạn bè là mình luôn luôn phải có sự kỷ luật khi mà mình học ở lớp cũng như là mình khi mà mình đi thi này là mình sẽ phải luôn có cái sự phấn đấu thì tự nhiên lâu dần lâu dần nó hình thành ra cho mình một cái uh, tính cách đó, là khi mà mình ra ngoài cuộc đời sau này mình cũng sẽ phải có những cái sự kỷ luật đấy cho mình và mình cũng phải có cái sự phấn đấu đấy cho mình thì cái đấy là một cái điều mà nó rất là hay khi mà mình ở trong một cái môi trường học hành như vậy thật ra mà tại sao mà chị mang cái vấn đề này lên nói là tại vì từ cái câu chuyện của chị ok chị cảm thấy là nó truyền cảm hứng cho mọi người đúng ừ. nhưng cũng từ đó nhiều cái câu chuyện khác của những um, những bài báo hoặc là những cái um, mạng xã hội thì giúp cho các bạn dễ từ bỏ con đường học vấn kể các bạn sẽ có suy nghĩ gì nào học hết đại học <laughs> đi hay làm tháng không có 10 triệu ừ giờ nghĩ đi ra kinh doanh tháng được mấy chục triệu tại vì các bạn sẽ đọc được những bài báo như là tôi bán online cái này một tháng tôi kiếm bao nhiêu à, tôi không cần đại học tôi cũng có thể đi làm nhà sáng tạo nội dung một tháng ừ. tôi cũng kiếm được mấy chục triệu mấy trăm triệu thì kiểu đó nó sẽ dần dần á, các bạn dễ có nghĩa là khi cái con đường học vấn đại học của các bạn bắt đầu có một vài nó có khó khăn đi các bạn sẽ dễ dàng từ bỏ hơn là mình hồi xưa ừ tại vì các bạn thường hay nghĩ là bằng cấp nó không quan trọng nhưng mà chị cảm thấy ok bằng cấp có thể không quan trọng nhưng mà học vấn nó cực kỳ quan trọng à, các bạn thường đọc những cái bài báo mà những những người tỷ phú hoặc là những vĩ nhân họ từ bỏ đại học nhưng mà họ lại rất là giàu nhưng mà các bạn lại quên là khi người ta nghỉ học nhưng mà ở nhà người ta vẫn học theo một cái cách riêng của người ta Chỉ là người ta không có vô trường lớp người ta học thôi Người ta học online hoặc là người ta học theo một cái cách nào đó Để người ta thành công trong cái con đường mà người ta phát triển uh, Mọi người lại quên đọc những cái bài báo mà rất là nhiều người uh, Thất bại khi mà không kiếm được việc làm Khi mà họ không có bằng cấp Tại vì họ làm những cái công việc nó rất là nhỏ Không có ai viết về họ hết Thì làm sao mình thấy được có rất là nhiều người đang thất nghiệp ngoài kia bởi vì thiếu bằng cấp Thí dụ như là thiếu bằng tú tài thôi Tất cả công việc bây giờ ít nhất đều cần bằng tú tài Hoặc là ở trong cái xã hội phát triển như bây giờ đi tiếng Anh nó rất là quan trọng Những bạn mà mới học cấp 1, cấp 2 thôi tiếng Anh là họ lại rất là giỏi rồi Thì khi mà họ được trang bị nhiều cái kiến thức, những cái kỹ năng đó Thì cái cơ hội tìm việc làm của họ sẽ rộng mở hơn, dễ dàng hơn. Còn những bạn mà ví dụ như là chúng ta mà bỏ dở giữa chừng và chúng ta không có cầu tiến thì chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào một cái trạng thái là mình bị bị động, mình bị uh, hoang mang là mình sẽ không biết tiếp theo mình làm gì. Mình không có công việc này mình sẽ khó khăn để tìm công việc khác. Không không rất là khó để trách các bạn được tại vì thật ra ở ở cái tầm tuổi các bạn mới đang học đại học thôi thì nhiều khi những cái suy nghĩ của các bạn nó rất là đơn giản Và nhiều khi các bạn sẽ nghĩ là Ờ uh, cuộc sống nó Nó, nó có nó, nó có rất là nhiều màu hồng Và nó Nhiều khi nó có những cái Nó rất là dễ dàng Nhiều khi các bạn nghĩ rằng là uh, ok Mình có thể bỏ đại học Nhưng mà mình Sau này mình Mình Học đại học đi Và mình có bằng đi Thì Cái Tiền lương của mình nhiều khi mình cũng bắt đầu ở cái mức 7 triệu rồi sau này mình cố gắng xíu mới được 10 triệu 12 triệu ờ, tại sao mình không đi ra mình kinh doanh mỗi một tháng mình kiếm được bốn 50 triệu nhưng mà thực sự các bạn không nghĩ rằng là cái câu chuyện là nếu mà các bạn không học đại học thì các bạn sẽ không có đủ kiến thức để các bạn hiểu rằng là ở vận hành một cái business của mình thì nó sẽ cần có những cái kiến thức như thế nào rồi là kiến thức marketing mọi thứ như thế nào đó nên là em nghĩ rằng là ở đối với những cái bạn trẻ như vậy thì cái quan trọng là khi mà các bạn ấy có những cái suy nghĩ như vậy ở trong đầu á thì nên có một người ở bên cạnh có thể là cha mẹ có thể là anh chị để có thể phân tích cho các bạn hiểu rằng là ở uh, uh, nếu mà các bạn suy nghĩ như vậy á thì nó 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 chưa thực sự đúng đắn và nếu mà các bạn vẫn lao theo cái con đường mà các bạn suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ để lại một một cái hậu quả rất là khôn lường cái tỷ lệ mà bây giờ người ta rời bỏ công việc văn phòng á chuyển qua hướng làm uh sáng tạo nội dung hoặc là bán hàng online nó rất là nhiều nhưng mà mọi người đang chỉ nhìn vào cái những cái thành công thôi à, mọi người chưa nhìn vào những cái áp lực hoặc là những cái khó khăn mà những người mà trước khi họ đến thành công họ phải trải qua ví dụ như là công việc nào thì nó cũng sẽ đòi hỏi mình có kiến thức sáng tạo nội dung cũng phải cần có kiến thức cũng phải thành lập cái kênh của mình phải biết quay dựng phải biết truyền tải thông điệp nào nó phù hợp để mình phát triển nó theo kiểu bền vững kiểu như mình bán hàng online thì mình cũng sẽ phải hiểu nhập hàng như thế nào xuất hàng như thế nào làm sao để cái sản phẩm của mình nó được nhiều người lựa chọn tại vì khi mà nó cái thị trường mà nó rộng mở quá thì cái sự cạnh tranh nó rất là cao thì khi mà chị chia sẻ vậy Chị chỉ muốn các bạn sẽ nhìn vào những cái điều khó khăn Để chúng ta hiểu được rằng là Chúng ta phải kiểm soát được Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình Cái cốt lõi năng lực của mình Biết được rằng là cái cơ hội Mình có được nhưng bên cạnh đó Mình cũng phải biết kiểm soát được cái mất mát Mình sẽ mất nếu như mình rời bỏ Và mình chọn một cái nghề nào khác mình sẽ phải xem là cái nghề đó nó phù hợp với mình không Mình đủ kiến thức, mình đủ hiểu nó chưa Để mình kết thúc một cái việc học của mình hay là công việc hiện tại của mình để chuyển sang cái nghề đó. Đừng bao giờ nhìn vào cái thành công của người khác và nghĩ là nó dễ dàng và mình làm cũng được. Chắc chắn là mình sẽ làm được nhưng mà nó sẽ cần thời gian và đòi hỏi rất là nhiều. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Thì với cái hành trình 10 năm của em nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì nếu có một lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ thì em sẽ có lời nhắn nhủ gì trong cái con đường để các bạn phát triển sự nghiệp của các bạn? À, Duyên nghĩ rằng là cái điều đầu tiên đó, nó rất là quan trọng đối với mình rằng là mình cần phải xác định được rằng là cái nghề nghiệp và cái con đường mình muốn theo đuổi là cái gì bởi vì khi mà mình đã xác định đúng cái mong muốn của mình á thì mình sẽ biết mình sẽ biết tìm được những cái Uh, nơi thì có thể cho mình được những cái kiến thức đó hay là tìm được những cái người mà có thể giúp đỡ và đồng hành cùng với mình để mình có thể đi đi cùng với cùng với mình trên cái con đường mà mình mong muốn. Cái thứ nhất là mình cần phải xác định đúng này về cái nghề nghiệp và cái mong muốn của mình. Cái thứ hai là khi mà mình đã xác định được rồi thì mình cần phải làm nó với hết tất cả những cái đam mê và cái nhiệt huyết của tuổi trẻ của mình. Và dù có Tại vì khi mà mình có đủ Tất cả những cái nhiệt huyết và cái đam mê đó Thì như thế nào đi chăng nữa thì nó có xảy ra bất cứ một cái uh, Vấn đề gì không như mình mong muốn chẳng hạn Thì mình sẽ luôn luôn Tiếp tục đồng hành cùng với nó Nếu mà mình đủ quyết tâm Và khi mà mình đủ quyết tâm rồi Thì em nghĩ rằng là uh, Và khi mình đủ quyết tâm rồi Thì Duyên nghĩ rằng là nó sẽ luôn Có được những cái cách giải quyết cho mình Và cái thứ ba là khi mà các bạn đã có được những cái sự lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp của mình rồi cũng như là có đủ cái quyết tâm và cái đam mê của mình rồi thì hãy luôn kiên trì và gắn bó với nó. Cảm ơn kỳ duyên đã dành thời gian để tham gia vào chuỗi nhật ký ban công này cùng chị. Thì những cái câu chuyện mà Duyên chia sẻ cũng một phần giúp cho chị thấy được là những cái năng năng lượng trẻ của duyên, những cái góc nhìn khác của duyên và hy vọng rằng là tất cả các bạn cũng sẽ có những uh, những cái tips riêng của mình, uh, những cái uh, chia sẻ đồng cảm trong cái buổi trò chuyện này và những cái câu chuyện của duyên. À, cảm ơn chị tú cũng như là cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi đến uh, những cái khoảnh khắc cuối cùng của tập ngày hôm nay của nhật ký ban công. Và thực sự là cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị đối với Duyên. Uh, thực sự là uh, cũng trước đây cũng cũng chưa từng có cũng ít có những cái buổi trò chuyện về những cái chủ đề như thế này và Duyên nghĩ rằng là trong ngày hôm nay um, những buổi trò chuyện giữa Duyên và chị Tú cũng đã có được những cái nguồn thông tin và những cái chia sẻ những cái trải nghiệm mà Duyên nghĩ rằng là uh, khá là thiết thực và thực tế đối với các bạn đặc biệt là đối với các bạn khán giả mà đang trẻ và đang vẫn còn đang nhiều khi vẫn còn đang mông lung chưa biết được là trước thể nào mà quyết định được là cái con đường của mình lựa chọn là cái gì và duyên mong rằng là uh, về những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những cái uh, năng lượng tích cực để uh, có thể là một cái điều gì đó là một cái nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các bạn để các bạn có thể uh, có được những cái lựa chọn đúng đắn và có được những cái nhiệt huyết đam mê trong những cái con đường tìm cho mình những cái nghề nghiệp phù hợp và phát triển trong tương lai sắp tới. Với mình Tú thì mọi người trong chúng ta sẽ có những cái xuất phát điểm nó riêng. Uh, con đường xây dựng nghề nghiệp của mình nó cũng khác nhau. Chúng ta không nên dùng thành công của người khác để so sánh với bản thân mình, nhưng chúng ta có quyền tham khảo cái sự cái cách họ thành công học hỏi những cái kinh nghiệm của họ cái cách vận hành trong con đường phát triển sự nghiệp của họ để có những cái hành trang trong cái con đường phát triển sự nghiệp của mình chúng ta không nên dùng một cái công thức chung tại vì mỗi người sẽ có một cái con đường phát triển nó khác nhau tính cách nó khác nhau và mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái cách giải một cái bài toán một cái công thức riêng cho cái sự phát triển trong cuộc sống trong sự nghiệp với cái nghề nghiệp của chúng ta thì minh tú hy vọng rằng là với hai góc nhìn của hai lứa uh, tuổi khác nhau hai hoàn cảnh khác nhau hai xuất phát điểm khác nhau đâu đó thì các bạn cũng sẽ thấy được những cái câu chuyện mà mỗi người trải qua nó cũng khác nhau dù là chúng tôi cùng hoạt động trong một lĩnh vực uh, có cùng một cái gọi là môi trường công việc giống nhau nhưng cách chúng tôi nhìn nó cũng khác nhau và cách vận hành của chúng tôi cũng khác nhau thì các bạn cũng vậy hy vọng rằng các bạn sẽ tự tìm ra cho mình những cái phương thức riêng những cái công thức riêng để các bạn có thể dấn thân uh, vấp ngã nhưng mà từ vấp ngã đó các bạn sẽ thành công trong tự trên chính đôi chân của các bạn và sẽ đạt được những cái điều mà các bạn mong muốn cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem chuỗi uh, nhật ký ban công của Minh Tú và hy vọng rằng là các bạn sẽ uh, dành nhiều tình cảm và sẽ gửi những cái lời góp ý đến với chương trình về email nhật ký ban công amoc gmail com và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.